cấu hình của đặc trưng của những sản phẩm đến từ Đức. Đây là hai em đại Mỹ có cùng chung phân khúc, em về và giao các bác là đều đồng giá là 6,5 triệu nha. Bác nào lấy con cái size mà nó mỏng thì con lấy con Electra Void Q44. Hai em đều chơi full 30 và chơi hai cặp Boss 351, hai cặp BMB Bass 25 hoặc là chơi một cặp BMB Bass 30 kèm theo một cặp Boss. Đây là con QSC 1004 nhưng là bản kỷ niệm các bác, bản kỷ niệm. Nó có một số khác như là phía trước cho dòng nó sẽ in Intermetic 10 và phía trên nóc nó sẽ có cái phần tản nhiệt, so với con bản thường thì không có nha. Bản thường thì nóc nó kín luôn. Đấy, con này bản kỷ niệm này, 1004 và một về được một con duy nhất nha. Hai em này em đều chuyển điện cho các bác hết rồi, điện 220 đến 240. Electroway Q44 giá 6,5 triệu và con QC 1004 bản kỷ niệm cũng 6,5 triệu nha. Hai em đều là hàng tuyển các bác. Trước tiên em mời các bác cùng xem con QC 1004 bản kỷ niệm. Đây phía trên, nhìn qua sơ bộ các bác sẽ thấy được một rừng sò Toshiba chữ đỏ, dòng sò nổi tiếng của Toshiba được sử dụng trên những con 9090DB, 16 con. Đấy, đẹp ngất ngay nha các bác. Đây, QSC model 1004, tạm loa, đường tiêu đầu vào với keng nha, chạy nguồn theo máy. Đã chuyển điện 220 cho các bác rồi nha. Con này về ghép hai cặp Boss rồi, phải là đánh tê luôn các bác. Vừa rồi em có về hai đợt là đều hết hàng, các về là các bác chốt liền. Tại vì trong phân khúc những con này có rất là hay. Và đây là con bản kỷ niệm nha, bác nào lấy alo cho em nha, 6,5 triệu nha. Chuyển con đủ thì em bớt 100.000, là còn 6,4 triệu. Đã tặng kèm một bộ da ba lăng nha. Không lấy da ba lăng nữa thì trừ ra 200 nữa nha các bác. Da ba lăng bên em đang giao là 250, còn nếu không lấy da ba lăng thì trừ ra 200. Nó là giá 6,5 triệu. Rồi đến con Electro Void, hai em đều là hàng Mỹ nồi hết. Q44 dòng Pro, tem cờ phía trên còn nguyên. Đây là dòng đại size chuyên nghiệp nha. Electro Void Made in Germany, đường tín hiệu vào là đầu vào được có 6 ly, có 3 lăng này, trạm loa Nutrix này. Đấy, hai em đều mới kem, máy thêm bao zin hết nha. Con này hàng Đức nha các bác, nhưng mà ở thị trường Mỹ về nha. Rồi em mở hai cái nắp lên để các bác cùng coi vĩ điệp của nó. Còn thì hai em đều đồng giá là 6,5 triệu nha. Vâng, và đây là cấu hình của hai em. Đây là con QSC, con này thì rất quen thuộc rồi các bác. Thì một cái tăng phô rất là mới các bác. Đây, 8 tổ lục nguồn, 16 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Đấy, hai cầu chì sứ còn nguyên. Nói chung là hàng lưu các bác, cực kỳ đẹp luôn. Bản kỷ niệm nữa, một con duy nhất. Và đây là con Electro Void Q44 với cấu hình của đặc trưng của những sản phẩm đến từ Đức, tăng phô xuyến, công suất đánh đi gây là khi các bác đánh sấp là 900W trên một cơn nha. Con này khỏe này các bác, còn các bác đánh bình thường là 450W trên một cơn, là vô tư. Các bác chơi hai cặp Boss, hai cặp BMB rồi đó, full 30 thì vô tư nha. Con này quấn full 30 rất là căng, con này cũng vậy, đồng giá là 6,5 triệu. Bác nào thích cái size ngắn ngắn gọn gọn thì đến bỏ thủ thì mình lấy con QSC 1004 nha. Còn thích dài dài thì mình lấy con Electro Void này. Hai em đều hàng keng hết nha các bác, hàng em tuyển về. Hai con này hàng mặn Mỹ về nha. Con này sản xuất tại Đức nhưng mà là ở thị trường Mỹ nha. Đấy, em nói rõ ràng hết, còn đây là của Mỹ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.